Vâng các bác ạ, đây là bộ ghế trường Kỳ Huế Ngũ Lân. Đấy, cơ sở bên em đang bộ ghế trường Kỳ Huế Ngũ Lân đang được bốc xếp lên trên xe để đi bàn giao cho khách hàng các bạn. Đấy, siêu phẩm. Bộ này bên em làm rất chi là to, to, dài, rộng, hoành tráng. Đấy, to, dày và dài rộng cho nên là phải yêu cầu là rất nhiều người mới khênh được cái siêu phẩm này. Đó. Ghế đơn. 4 người khênh. Vâng, trên màn hình các bác đang thấy đây là một siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân, đó là bộ trường Kỷ Huế đục tích Ngũ Lân bằng chất liệu gỗ gụ và được oánh xi toàn bộ là oánh xi sáp theo đúng lối cổ truyền. Đấy, siêu phẩm này được cơ sở đồ gỗ Thành Luân bên em đang trưng bày để chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng ở Hà Đông, Hà Nội các bác. Đây là một siêu phẩm, một tuyệt phẩm mang thương hiệu của cơ sở Thành Luân bên em. Trường Kỷ Huế đục tích Ngũ Lân gồm có 6 món được cơ sở Thành Luân đang trưng bày tại xưởng sản xuất và chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng. Thông tin chi tiết về sản phẩm trên các bác hãy liên hệ ngay với cơ sở Thành Luân với em. Đây là một siêu phẩm. Vì sao nó siêu phẩm? Thì nó làm to cao dày dặn hơn hàng thông thường rất chi nhiều. To cao dày dặn hơn hàng thông thường rất rất nhiều các bác nhé. Đấy, thông tin chi tiết hãy liên hệ với cơ sở bên em. Và siêu phẩm này thì cơ sở Thành Luân làm theo đơn đặt hàng của một gia đình nhà anh khách hàng ở tại Hà Đông, Hà Nội các bác ạ. Ở tại Hà Đông, Hà Nội. Đấy, tất cả cái hàng của chúng tôi là nó làm dày hơn các cái hàng ở trên thị trường rất là nhiều. Mộng này mộng thủng các bác nhé. Đấy, hàng làm dày hơn hàng thông thường rất chi là nhiều. Đấy, siêu dày luôn. Đấy, toàn bộ cái phần phông vách này chúng tôi làm dày 5 phân. Đấy, ván mặt là 2 phân. Đấy, chân thì chúng tôi làm vuông 2 phân. Tay này to dày hơn. Đấy, mặt này là 2 phân. Và cái hàng này của chúng tôi là hàng thửa các bác ạ. Nó là hàng thửa. Đấy, vì sao gọi là hàng thửa? Là hàng đỉnh cao. Hàng đỉnh cao nhất trong phân khúc các bạn. Đấy. Hàng này là làm siêu dày và siêu to luôn. To, cao, dài rộng và dày hơn các hàng thông thường rất nhiều quý khách nhá. Đấy, thông tin chi tiết các bác hãy liên hệ ngay với cơ sở bên em để được sở hữu các siêu phẩm như này. Thành Luân bên em là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ ạ. Vâng, thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh của đồ gỗ Thành